Trong các ngôi mộ cổ cũng được dệt bằng sợi đai hay gai, nhưng rõ ràng đã có dấu vết của phương thức con thoi và khung cưỡi. Trung tâm tiền sử Đông Nam Á đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu hàng ngàn mẫu vải và lụa có tuổi từ 2.100 đến 2.300 năm. Kết quả của họ cho chúng ta thấy những miếng vải này được dệt ra từ sợi thân cây gai và lanh, chưa thấy có dấu vết của sợi cô tông. Quan trọng hơn, chính kỹ thuật dệt để hình thành nên những miếng vải này chứng tỏ trình độ văn minh phát triển ở thời Hùng Vương. Những mảnh vải tìm thấy trong ngôi mộ cổ Châu Cang khai quật năm 1974 không được xe lại mà để nguyên sợi tự nhiên. Sợi dọc thưa hơn sợi ngang bé hơn, được dệt dày xít và đều đặn, cho thấy rõ nét kỹ thuật dệt, cấu tạo trang trí, may cắt, các loại diềm tua và trang phục thời Đông Sơn. Năm 2002, Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á kết hợp với Bảo tàng Hưng Yên khai quật khu mộ táng hình thuyền ở làng Động Xá. Và từ 1.200 miếng vải to nhỏ khai quật được, đã phát hiện ra 7 loại vải khác nhau, làm từ 3 cỡ sợi của 2 lối dệt. Ở mộ Động Xá còn tìm thấy hơn 20 miếng vải làm từ những băng sợi lanh nhuộm chàm. Nền vải chính dệt xen kẽ những sợi gai, cho thấy sự đa dạng trong kiểu cách trang phục thời bấy giờ. Có những loại vải phục vụ riêng cho yêu cầu trang trí hoặc để may cắt và thêu trang phục. Cũng theo nghiên cứu của trung tâm này, không chỉ dùng vải có nguồn gốc thực vật mà người thời Đông Sơn còn sử dụng lụa để may y phục. Dấu vết để lại trên vải tìm thấy ở vùng mộ Động Xá cho thấy người thời ấy đã biết dùng sợi có nguồn gốc tơ tằm xen lẫn với sợi gai để dệt ra vải có chất lượng cao và mang tính trang trí. Người Mường ngày xưa cũng sử dụng phương pháp này để dệt giang trên và giang dưới cho cảm váy. Những miếng vải đăng ten tìm được ở mộ Châu Can và Động Xá có trên 40 tiêu bản là vải gai và lanh, kiểu dệt phối hợp với sợi tơ tằm bằng cách gióng sợi ngang xen lẫn những sợi dọc. Vậy là thời Hùng Vương, chúng ta đã biết chính xác chỉ có 3 loại sợi dùng để dệt vải là sợi lanh, sợi gai và sợi tơ tằm mà thôi. Một kết luận quan trọng khác có thể đưa ra từ những nghiên cứu khoa học này là hoàn toàn không có dấu vết của văn hóa Hán vào giai đoạn Đông Sơn. Để kiểm chứng những kết luận trên, chúng tôi tìm về làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông. Một làng nghề có tuổi trên ngàn năm, nổi danh với lụa làng dân và loại gấm dệt từ tơ nõn đặc biệt, chỉ dùng may trang phục hoàng gia. Giờ đây, ở Vạn Phúc chỉ có nghệ nhân Vũ Mão mới dệt lại được những miếng vải thời Đông Sơn theo đúng kiểu cách tìm thấy trên những mẫu vải mà các nhà khảo cổ đã cung cấp cho chúng tôi. Nhưng ngay cả với tay nghề của bậc thầy này, có những thước vải ông phải mất đến 2 tuần mới dệt xong. Khi phục dựng thành công những bộ trang phục thời đại Hùng Vương, chúng tôi chợt nhớ đến nàng công chúa con vua Hùng thứ 6. Bởi cho rằng nước Tần phía Bắc đã có được quần áo che thân, cớ sao dân văn lang vẫn chỉ vỏ cây đóng khố, khoác vai. Nàng muốn thử bắt chước loài sâu, dùng tơ đan tổ để lấy đó dệt nên quần áo. Thế là nghề tẩm tang ra đời. Chúng tôi đang có mặt tại thành phố Lyon của nước Pháp. Thành phố này có chừng 2.000 năm tuổi, đứng hàng thứ 3 của Pháp quốc, chỉ sau Paris và Marseille. Nó được thành lập khoảng năm 43 trước công nguyên vào thời kỳ đế quốc La Mã dưới tên gọi Lugdunum, kết hợp bởi Lug là tên của một vị thần và Dunus là pháo đài. Về sau, tên gọi này được đọc trại thành Ludum
vào khoảng thế kỷ thứ 8 và trở thành Lyon vào thế kỷ thứ 13. Lyon từng là thành phố của nghề dệt lụa với 18.000 cái máy dệt đã được thống kê vào cuối triều đại vua François đệ nhất. Thành phố này cũng chính là quê hương của tác giả Hoàng tử bé, nhà văn phi công Saint-Exupéry. Nhưng tất cả vẫn không phải là lý do để đoàn làm phim đến đây. Lý do chính là Lyon chứa đựng một viện bảo tàng độc đáo về lịch sử nghề dệt thế giới. Ý tưởng thành lập một viện bảo tàng công nghiệp và nghệ thuật của Lyon đã manh nha vào cuối thế kỷ 18, nhưng đến nửa đầu thế kỷ 19 mới ra đời từ yêu cầu của phòng thương mại Lyon, đòi hỏi phải có một nhà bảo tàng công nghệ, nơi trưng bày các mẫu lụa do thành phố làm ra. Còn ý tưởng liên kết công nghiệp với nghệ thuật đến từ nước Anh. Tháng 3 năm 1864, Viện Bảo tàng Công nghiệp và Nghệ thuật ra đời, gồm một thư viện và ba nhà trưng bày. Đến năm 1891, từ đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại Edouard Aina, viện được đổi thành Viện Bảo tàng Lịch sử ngành dệt, chỉ trưng bày sản phẩm và thiết bị ngành dệt. Với số lượng từ 3 đến 4 triệu tư liệu sưu tầm được, tại Viện Bảo tàng Nghề dệt Lyon, người ta có thể ngắm nhìn chiếc áo chẽn Ai Cập có từ năm 2000 trước công nguyên cho đến tấm thảm Trung Hoa được tạo tác từ năm 1700. Ở đây chúng tôi thấy họ cũng phục chế lại cả những miếng vải nhỏ, những bộ trang phục hay những mẫu thêu cổ. Tất cả được bảo quản, phục chế, lưu trữ như những báu vật chung của nhân loại. Chúng tôi không tìm thấy hiện vật thời Đông Sơn ở đây. Nhưng rõ ràng, công bằng mà nói, thì những mẫu vải mà chúng tôi nhìn thấy ở trung tâm tiền sử Đông Nam Á xứng đáng có mặt ở viện bảo tàng này như một bổ sung hoàn hảo của tổ tiên chúng ta cho nền công nghiệp dệt của nhân loại. Sách Bắc Bộ Lục của Đoàn Công Lộ đời Đường viết: từ Ung Châu trở xuống phía Nam, các tù trưởng cường hào phần nhiều hay luyện lông ngỗng làm chăn, ấm và mềm không kém gì bông vải. Sách Lĩnh Biểu Lục Di của Lưu Tuân đời Đường cũng viết: các nhà tù trưởng ở lĩnh Nam phần nhiều hay chọn những lông nhỏ của ngan ngỗng đem trần cùng bông vải để làm chăn. Còn lĩnh ngoại Đại Đáp đời Tống thì ghi: người Man mùa đông lấy lông ngỗng, bông, mùa hè lấy tơ chuối, che, gai, đay để may dệt làm áo. Những tư liệu khảo cổ và thư tịch cổ ấy xác minh rằng hình tượng Mị Châu khoác áo lông ngỗng trong truyền thuyết là có thật. Khi phục dựng xong chiếc áo lông ngỗng ấy cho Mị Châu trở về từ huyền sử, chính chúng tôi cũng phải ngất ngây vì nàng chính là hiện thân của một tâm hồn trong trắng, cả tim ẩn trong sự lộng lẫy choáng ngợp của vẻ đẹp Đông Sơn. Vienna, thủ đô Áo Quốc, đón chúng tôi bằng vẻ thanh bình cổ kính của một nơi từng là cái nôi của âm nhạc cổ điển châu Âu. Toàn thành Vienna có đến khoảng 300 nhà hát kịch và phòng hòa nhạc được phân bố khắp nơi. Vào thế kỷ thứ nhất, Vienna là cứ điểm biên phòng quan trọng của đế quốc La Mã. Năm 1137, nó trở thành thủ đô Áo. Thế kỷ 15, Vienna là thủ đô thần thánh của đế chế La Mã và là trung tâm kinh tế châu Âu. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, Vienna được mệnh danh đô hội văn hóa lớn. Có điều chúng tôi đến Vienna vì một lý do khác.
Hầu như mọi học giả trên thế giới quan tâm đến trống đồng đều biết đến nơi này, Bảo tàng Hoàng gia dân tộc học Áo Quốc, bởi đây là kho trống đồng có niên đại vào lại sớm nhất trên thế giới, gắn liền với tên tuổi Franz Heger, tác giả của cuốn sách nổi tiếng nhất về trống đồng, đồng thời là người phụ trách bảo tàng này trong 43 năm. Từ năm 1876 đến ngày 31 tháng 12 năm 1919. Nơi đây không chỉ cất giữ những chiếc trống đồng quý giá được sưu tầm từ gần 100 năm qua, mà còn bảo quản cẩn thận những trang nhật ký do chính tay Franz Heger viết trong chuyến đi công tác từ Vienna sang đất An Nam vào cuối năm 1902. Franz Heger không chỉ tìm được trống đồng mà còn hệ thống hóa, phân loại và điều quan trọng nhất là nhà nhân chủng học này chứng minh nguồn gốc của trống đồng chính là Bắc Việt Nam chứ không phải Trung Hoa. Từ đó, thế giới lấy tên ông đặt cho các loại trống đồng, từ Heger 1 đến Heger 4. Chúng tôi càng cảm thấy quý trọng hơn nhà khoa học người Áo này khi nhận ra những chiếc trống được lưu giữ tại đây được đúc thật sắc nét, mang những hình ảnh sinh động hơn những chiếc trống đồng mà chúng tôi đã ghi hình trong nước. Chợt nhớ đến chuyện hai chiếc trống thời danh, một do Phó Công sứ Pháp Muli siêu tầm trong vùng cư trú của người Mông ở sông Đà. Chiếc trống này trưng bày năm 1889 tại Paris, sau đó không biết về đâu. Chiếc thứ hai do một người Pháp khác ở Hà Nội, tên là Leopold Gillet siêu tầm được ở vùng Vân Nam, Trung Quốc, mang tên trống khai hóa, cũng được đưa đi đấu xảo ở Paris, rồi mất tích. Về sau, trống khai hóa xuất hiện tại chính bảo tàng này của nước Áo. Thật lạ lùng khi chúng tôi phải vượt qua gần nửa vòng địa cầu để được ngắm nhìn những cổ vật của tổ tiên được gìn giữ ở đây. Heger được coi là một trong những nhà sưu tầm đi nhiều và đạt năng suất cao nhất thế giới. Trong hơn 40 năm làm việc, ông đã để lại 70 cuốn nhật ký điền giả. Dưới sự phụ trách của ông, số hiện vật nhập kho bảo tàng này trong 43 năm lên đến con số khổng lồ, 89.900 hiện vật, tức trung bình đạt 2.091 hiện vật hàng năm. Không ít trong số đó có nguồn gốc từ Đông Dương và từ An Nam. Nếp cà sa của một pho tượng Phật hay chiếc áo thụn vẽ trên một chiếc bình gốm lưu giữ tại đây đều là những tư liệu quý cho bộ phim này. Trên mảnh đất đô hội này đã xuất hiện nhiều nhạc sĩ, những ngôi sao âm nhạc lẫy lừng như Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms. Rất nhiều tác phẩm âm nhạc bất hủ cũng được ra đời tại đây. Nhà soạn nhạc người Đức Johannes Brahms từng gọi Vienna là thánh địa của giới nhạc sĩ. Năm 36 tuổi, chính bản thân Brahms cũng quyết định rời bỏ quê hương để sang Vienna sinh sống cho đến cuối đời. Trong nghĩa trang này có gần như đầy đủ những cái tên từng làm nên nền âm nhạc cổ điển châu Âu. Tất cả những thiên tài ấy giờ đây đều an nghỉ trong tịch lặng. Nhưng bất cứ ai đến đây cũng đều chung ý nghĩ về sự bất tử của những con người đã dùng nghệ thuật để vĩnh viễn tồn tại cùng nhân thế. Chúng tôi vượt biên giới Áo, Thụy Sĩ để đến với một bảo tàng nổi tiếng khác của châu Âu, cũng đang lưu giữ nhiều cổ vật độc đáo, có thể tiết lộ đôi điều về lịch sử trang phục Việt. Bảo tàng Babje Müller với những kho trưng bày nằm rải rác trong thành phố Geneva. Gian lưu giữ hiện vật cổ Việt Nam của bảo tàng này nằm trong lòng đất, và đường vào khá lạ lùng, ngoắt ngoéo như một mê cung. Vì theo lời giám đốc bảo tàng, hiện vật ở đây rất quý hiếm nên phải cẩn mật như thế để phòng tránh kẻ gian. Nhưng chính cách bố trí này đã tạo ra một không gian u hoài và tĩnh mịch,
hoàn toàn thích hợp để chiêm ngưỡng cổ vật. Trong ánh sáng mờ ảo, những bảo vật có tuổi hàng ngàn năm càng lung linh trong vẻ đẹp huyền hoặc được tạo thành bởi thời gian và những bí ẩn chưa tìm được lời đáp. Những chiếc thạp đồng được lưu giữ tại đây khiến chúng tôi phải kinh ngạc về những hình ảnh không thể nhầm lẫn được khắc trên đó. Đấy là những chiến binh, người cầm đầu lâu của kẻ thù, người nắm tóc kẻ bại trận. Có cả tù binh ngồi với tay bị trói quặt sau lưng. Trên miệng một thạp đồng Đông Sơn, có thể phân biệt những họa tiết hoa văn với những nét khắc không nhằm mục đích trang trí, mà rất có thể là một loại chữ viết tượng hình của Nam Việt chưa được giải mã. Chúng tôi đã nhờ một vài nhà nghiên cứu cổ sử thử dịch những dòng chữ này, nhưng chưa ai thành công. Thông điệp của tiền nhân tiếp tục là một thách thức với hậu thế. Đây là bảo tàng châu Âu thứ hai mà chúng tôi có dịp ghi hình. Nhưng sự nghiêm túc và thái độ cẩn trọng của các nhân viên làm công tác bảo tàng vẫn gây ấn tượng mạnh với chúng tôi. Thật yên tâm khi biết những báu vật của chúng ta đang được gìn giữ bởi những con người như thế. Chúng tôi đã nhìn thấy những con dao găm có hình người, tương tự dao núi Nưa, nhưng hiện vật của bảo tàng Barbier Muller trông thật hoàn hảo, hầu như không sứt mẻ, nét chạm khắc thật tinh tế. Vẫn vậy, phần chuôi của những con dao thanh kiếm này luôn được dành để chứa đựng tư duy nghệ thuật của nghệ nhân tạo ra nó. Chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh tiền nhân thư thái trên một chú trâu to khỏe hay thanh thoát kiều diễm với mũ áo lông chim quen thuộc trên một chiếc rìu mạ vàng. Đây rồi, những gì mà chúng tôi mong đợi. Bộ trang sức của các cụ tổ chúng ta thật mãn nhãn với những chiếc thắt lưng, vòng ống tay, kiềng đeo chân, hộ tâm phiến. Mà nếu không tính đến lớp oxit màu xanh bao phủ thì chúng hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Chiếc khóa thắt lưng hình rùa, hình vạc này được công nhận là khóa thắt lưng thời Hùng Vương đẹp nhất còn sót lại. Khóa được đúc một lần có nhiều điểm khác biệt với người Hán. Vòng ống đeo chân có nhạc, chứng tỏ mối giao thoa của văn minh Đông Sơn với văn hóa Ấn Độ trước khi bị phương Bắc xâm lược. Cuối cùng, hoàn chỉnh cho vẻ đẹp mạnh mẽ của các chiến binh vua Hùng là hộ tâm phiến, như tên gọi là giáp bảo vệ ngực, được trang trí kiểu hoa văn mang phong cách đương thời là bốn vòng tròn xoáy ốc ghép đối xứng thành hình vuông. Tất cả chính là những bằng chứng xác thực về một nền mỹ thuật rực rỡ thời cổ đại nước Việt. Với người Việt, Geneva là một cái tên mang âm hưởng lịch sử. Còn với thế giới, nó được nhớ đến trước hết qua những thương hiệu đồng hồ lừng danh năm châu. Kế đến như một thành phố toàn cầu do sự có mặt của nhiều tổ chức quốc tế, kể cả Tổng hành dinh châu Âu của Liên Hiệp Quốc. Trong thành phố hơn 30.000 dân này, người ngoại quốc chiếm đến phần ba. Biểu tượng hiện tại của Geneva là một tháp nước nhân tạo được thiết kế dưới hồ Geneva với một máy bơm nước công suất cực mạnh. Tốc độ phun đạt 220 cây số giờ. Lúc bình thường chỉ phun cao 100 mét, nhưng độ cao tối đa có thể đạt tới 150 mét. Khối lượng nước trong không trung khoảng 7 tấn. Giá từ Geneva, đoàn làm phim hướng về nước Pháp, về kinh thành ánh sáng, nơi tọa lạc những viện bảo tàng quy tụ gần như mọi kho báu của loài người. Nước Pháp còn từng là mẫu quốc của Đông Dương, nên không có gì lạ khi bắt gặp nhiều cổ vật quý giá của Việt Nam đang được cất giữ ở Paris hoa lệ. Nhưng cảm xúc rất thật của chúng tôi không phải là sự tiếc nuối, mà là cảm giác tự hào rằng bảo vật của chúng ta cũng là một phần của nền văn minh nhân loại. Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật Châu Á Guimet
nằm ở số 6 quảng trường Iena, với khoảng 50.000 hiện vật. Gimê là bảo tàng lớn nhất về nghệ thuật châu Á nằm ngoài châu Á, đặc biệt là về Phật giáo. Khó tả hết niềm vui sướng của chúng tôi khi phát hiện tại gian Việt Nam có hai pho tượng hình người có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8. Cần biết là trong giai đoạn Bắc thuộc, hầu như vắng bóng di vật điêu khắc hoặc tượng hình người. Khi còn trong nước, chúng tôi đã tốn bao công sức cùng nhiều nhà nghiên cứu tìm kiếm những tượng hình người thuộc giai đoạn này nhưng không thấy. Pho tượng này ít nhất cũng hé lộ đôi điều về kiểu áo tràng vạt dành cho tăng nhân Phật giáo xưa và củng cố cho giả thuyết tôn giáo này vào nước ta sớm hơn cả Trung Hoa và đến từ phương Nam chứ không phải phương Bắc. Bảo tàng Gimê có một gian dành cho cổ vật Champa. Cách đây vài năm, tại đây đã tổ chức một cuộc triển lãm về nghệ thuật điêu khắc Champa với sự hợp tác của hai quốc gia Việt, Pháp. Nhưng tiêu điểm của chúng tôi chính là sự giao thoa văn hóa qua trang phục của hai nền văn minh Việt, Chăm. Không còn ai hồ nghi về dấu vết của chiếc áo dài Chăm trong tà áo dài Việt. Gần đây còn có một giả thuyết cho rằng lệnh cấm quần không đáy của vua Minh Mạng, một ông vua có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc, chính là nhằm vào chiếc giấy Kama của nam giới Champa. Giữa vô vàn những báu vật của toàn nhân loại vẫn không thể lẫn nhan sắc Việt. Pho tượng Phật nhiều tay này được tạo tác vào khoảng thế kỷ 16-17, giai đoạn cực thịnh của mỹ thuật Việt Nam. Trang phục của tượng lại là trang phục quý tộc thời Lê. Bên trong là tấm yếm hoặc áo cánh cổ tròn, kín ngực. Bên ngoài mặc áo dài mở giữa, buông vạt, đua mái chèo trang trí đẹp. Thời này trang phục phụ nữ chuộng những dải vải đẹp, thắt lưng buông dài trước bụng, váy dài và rộng, có thể thêm những dải xiêm rủ xuống chân. Bằng một tài năng xuất chúng, những nghệ nhân tạo tác nên hai bức tượng Phật này đã khoác cho tượng loại trang phục vương triều đương thời, thêm nét nữ tính mà không làm giảm vẻ tôn nghiêm. Không chỉ lưu trữ hiện vật, Bảo tàng Gimê còn có gian trưng bày hình ảnh, nơi người ta có thể nhìn ngược thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc áo tứ thân cách đây tròn 100 năm, và chị em của nó là chiếc áo năm thân, áo dài. Áo tứ thân ra đời từ rất xưa và được sử dụng như trang phục hàng ngày đến đầu thế kỷ thứ 20. Từ Kinh Đô Ánh Sáng, đoàn làm phim đến với Kinh Đô của Bảo tàng, thành phố Bruxelles, nước Bỉ, nơi có đến 90 viện bảo tàng đủ kiểu, trong đó có những bảo tàng nổi tiếng như Bảo tàng Khoa học Tự nhiên, Bảo tàng Mỹ thuật Cổ đại và Đương đại. Sẽ thiếu sót nếu đến Bruxelles mà không đến viếng công dân số 1 của thành phố này. Đó là bức tượng Mannequin Fish, gọi vui là Chú bé Tòng Ngồng. Tác phẩm của bậc thầy điêu khắc Jérôme Duquesnoy, tượng được hoàn thành vào năm 1619, đến năm 1817 được thay bằng tượng đồng. Với hơn 3.000 hiện vật Việt đủ chủng loại, chất liệu, Viện Bảo tàng Mỹ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ từng vinh danh văn minh Đông Sơn và văn hóa Việt cổ khi vào năm 2003, tại bảo tàng này, hơn 416 cổ vật gồm trống đồng Đông Sơn, điêu khắc Chăm, tượng Phật, tượng hộ pháp, tranh dân gian, đồ mỹ nghệ được trưng bày với tên gọi Việt Nam, nghệ thuật và văn hóa từ thời tiền sử đến đương đại. Ngoài số hiện vật do Việt Nam chọn từ 13 bảo tàng trong nước, Bỉ còn đón nhận một số hiện vật có xuất xứ Việt Nam do 8 bảo tàng châu Âu lưu giữ. Bảo tàng Hoàng gia Bỉ đang sở hữu một bộ sưu tập có 102 về gốm và đồ đồng cổ Việt từ thế kỷ 14 trở về trước.
đó là bộ sưu tập của một doanh nhân Bỉ tên là Clément Huet, từng làm việc ở Hà Nội, để lại khi ông qua đời năm 1952. Một trong những hiện vật quý giá nhất của bộ sưu tập Huet là pho tượng Phật bằng đồng mạ vàng tìm thấy ở Thanh Hóa. Trang phục của tượng là lối ăn mặc truyền thống thời Bắc thuộc. Phụ nữ mặc áo bó tay hẹp, áo tứ thân, xẻ giữa, trong mặc yếm cổ tròn, thắt lưng kép thả dài. Đàn ông thì vẫn buộc khăn, đóng khố, mặc quần áo ngắn. Đây chính là bức tượng duy nhất còn sót lại trong giai đoạn 1.000 năm Bắc thuộc mà có mặc quần áo đầy đủ theo lối mặc truyền thống Việt. Đó cũng là lý do để chúng tôi phục hiện lại bộ trang phục này. Các bạn cùng chúng tôi đang bước vào gian trưng bày các hiện vật Việt Nam của Bảo tàng Bruxelles, Bỉ. Thật là ngạc nhiên khi mà đây là một cái gian trưng bày các món đồ hiện vật của Việt Nam qua các thời kỳ, có đầy đủ của tất cả các thời kỳ, từ thời kỳ thế kỷ thứ 1, thứ 2, thứ 3 trước Công Nguyên cho đến thời Nguyễn. Và chúng tôi cũng rất là kinh ngạc khi mà thấy là tại Bảo tàng Bruxelles, Bỉ này, thì là được trưng bày tất cả là những 13 chiếc trống đồng thời Đông Sơn ở Việt Nam. Đó là những chiếc trống đồng rất là đẹp và một số trống còn nguyên vẹn, và hoa văn họa tiết thì cũng rất là điển hình của thời kỳ Đông Sơn. Đoàn làm phim Đi tìm trang phục Việt của chúng tôi rất là mừng khi mà nhìn thấy được một bức tượng bằng đá từ thời kỳ thế kỷ thứ 15-16 cũng được trưng bày ở đây. Thì bức tượng này như các bạn thấy đấy là có đầy đủ được chạm khắc bằng đá, nhưng mà được chạm khắc đầy đủ trang phục, mũ mãng, rồi là áo, rồi là đai, rồi là với tư thế là ngồi thiền. Thì chúng ta cũng được biết là các vua chúa Việt Nam ngày xưa thì đa số là theo đạo Phật và ăn mặc theo cái kiểu là vừa là quan, vừa là có cái chất thiền, có cái chất là của Phật giáo Việt Nam. Thời Trần, nước Đại Việt với những chiến công vang dội đã phát triển mạnh về nhiều mặt. Nghề dệt, nghề thêu đều có những bước tiến mới. Nhưng do trong vòng 30 năm phải bao phen so gươm đỏ giáo với một kẻ thù khét tiếng hung hãn, thực tế khách quan ấy không cho phép một sự cầu kỳ, phức tạp, tản mạn trên mọi hình thái đời sống xã hội, kể cả lĩnh vực trang phục. Do vậy, có thể nói, phong cách chủ đạo của trang phục Dương Triều thời Trần chính là vẻ đẹp thượng võ, mạnh mẽ và khoáng đạt của hào khí Đông A. Đây là bộ trang phục chúng tôi phục chế theo cảm hứng và gợi ý từ bức tượng bằng đá của Bảo tàng Bruxelles, Bỉ này, kết hợp với những tài liệu lịch sử bằng chữ viết. Đó có thể chỉ là phác thảo ban đầu, thật khó chính xác tuyệt đối, nhưng đó cũng là hình ảnh để các bạn có thể hình dung rõ ràng nhất đôi nét về những bộ trang phục của các triều đại đã qua. Một ngàn năm Bắc thuộc là cả một ngàn năm đau thương trong lịch sử dân tộc với những trang sử trắng xóa. Ở thời kỳ này, không hiện vật gì còn sót lại. Quân đội Mã Viện sang xâm lược nước ta đã cho hủy hoại nền văn hóa người bản địa bằng cách vơ vét hết trống đồng ở các địa phương, vật tượng trưng uy quyền của các tù trưởng thời Âu Lạc nhằm thủ tiêu uy quyền của các tù trưởng. Những cuộc khởi nghĩa của người Việt chống Ách xâm lược liên tục nổ ra. Từ truyền thuyết,
nhân dân đã dựng lên hình ảnh những người anh hùng của mình. Bức tranh thờ vợ chồng Lý Nam Đế được vẽ trong thế kỷ thứ 19. Bộ triều phục của vua và hoàng hậu được vẽ theo trang phục thời Tống tới năm thế kỷ sau. Nhưng triều phục của quan và quân lính lại gần với thời của Lý Bí, đơn giản như thường phục thời Hán với các áo vạt chéo. Năm 767, Phùng Hưng khởi nghĩa và được tôn xưng làm bố cái đại vương. Rồi Ngô Quyền lập triều đại nhà Ngô năm 938-967, chấm dứt 1.000 năm đô hộ. Dương phục của các vị trên tượng thờ cũng được tạc theo trí tưởng tượng của các nhà nho thời Hậu Lê, không đủ căn cứ để thấy trang phục thời Bắc thuộc như thế nào. Và từ đây, chúng ta cần phân biệt rõ nhân vật lịch sử và tượng thờ lịch sử là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, dựa vào giả sử, chúng ta có thể phỏng đoán nghi lễ trang phục triều đình thời kỳ này dựa theo nghi lễ nhà Chu và nhà Hán được coi là mẫu mực. Cuộc sống thường nhật thời Bắc thuộc có thể hình dung qua những mô hình nhà đất nung chôn theo trong các mộ Hán.